nhường nhịn nhau một tí đấy, ai cũng về quê ăn Tết thì nhường nhau một tí chứ. Đi xe khách về quê ăn Tết, cô gái bất lực nhìn phụ xe nhét thêm khách mặc dù đã chật kín người. Kiếp nạn cuối năm của những người xa xứ trên đường về quê ăn Tết mang tên xe khách đường dài. Mới đây, một cô gái mặc dù đã đặt trước chỗ ngồi trên một chiếc xe khách để có thể thông thả về quê, thế nhưng cũng không khỏi dương đôi mắt bất lực, không nói thành lời khi nhìn thấy phụ xe liên tục nhồi nhét thêm những hành khách mới dọc đường về nhà. Trên chiếc xe nhỏ bé là cảnh tượng ngổn ngang người đứng người ngồi, người nằm ngang nằm dọc, sao cho vừa có thể có chỗ thoải mái nhất cho bản thân mà lại vừa phải nhường nhịn từng cm đất cho những người khác trên xe. Thậm chí phụ xe còn hô hoán lớn tiếng và thông báo rằng chỗ vẫn còn trống nhiều, mọi người tự tính toán với nhau để đón thêm 50 khách nữa, vô tư luôn, để ai ai cũng có thể được về quê ăn Tết. Nhường nhịn nhau một tí đấy, ai cũng về quê ăn Tết thì nhường nhau một tí chứ. Đi vào đây đi, còn 50 người nữa tính như nào, tính ở trên đấy có hết được đâu. Lên vào đây đi. Cái gì mà đi đã bảo khói vẫn để nói bao giờ nhỉ? Mình thì được ngủ, người ta ngồi cũng không ngồi được mà bỏ, còn có cho nên một tí đi, có để nói nhiều nữa. Mặc dù biết rằng ai cũng khát khao được trở về mái ấm gia đình sau một năm dài vất vả nơi xứ người, nhưng cảnh tượng người người cùng nhồi nhét chen chúc nhau trong một chiếc xe thật khiến cho bất cứ ai nhìn thấy cũng không khỏi hãi hùng. Một số bình luận được mọi người để lại: xe chở quá tải như này chỉ cần một pha đổ cua trên đèo thôi, tất cả tươi xanh liền. Tôi cũng đặt xe trước xong lên xe không có chỗ, vừa thấy mệt mỏi vừa bị nhân viên thái độ. Nó còn bảo giờ không có ghế đâu, không đi được thì xuống. Thế là tôi xuống luôn và đi xe khác, giường ngủ thoải mái, ngon lành mà thái độ nhân viên còn tốt nữa. Tôi bị như này một lần, tức muốn xuống xe luôn, hết chỗ mà không báo trước, đặt vé trước mà khi lên vẫn phải nằm luôn, còn bị hét giá mắc hơn 100.000 đồng nữa chứ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.